Thưa quý vị, không khí vui xuân đón Tết đã tràn ngập trên các phố phường, đã đi vào từng gia đình của người Việt chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, khi mà nói đến Tết thì những niềm vui hân hoan đón Tết như là chúng ta trang hoàng nhà cửa, mua sắm, chợ Tết, đi chợ hoa, chuẩn bị các món ăn ngon đặc trưng cho ngày Tết. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì việc sắp xếp các buổi hội ngộ, mừng xuân, gặp gỡ trong gia đình và người thân như thế này cũng là một trong những nét truyền thống của văn hóa Việt Nam của chúng ta. Và thưa quý vị, trong không khí tưng bừng chào đón Tết Kỷ Hợi 2019, Trung tâm Y tế Nguyễn Thượng Trí đã tổ chức hội ngộ mừng xuân hôm nay để chúng ta có dịp gặp gỡ, hàn huyên, tiễn năm cũ và chào đón năm mới 2019 với thật nhiều ước vọng và tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, theo truyền thống của người Việt Nam chúng ta, những ngày cuối cùng của năm cũ, chúng ta thường có những giây phút lắng đọng để nhớ lại những gì đã xảy ra trong năm qua, những việc mà chúng ta đã đạt được, cũng như những điều chúng ta chưa đạt được. Chúng ta cảm tạ Thượng Đế, chúng ta cảm tạ những đấng thiêng liêng đã phù hộ cho chúng ta có được sức khỏe, có được sự bình an trong năm, hoặc đã giúp cho chúng ta trải qua được những nghiệt ngã trong đời sống. Chúng ta cảm tạ tình yêu thương của gia đình, của bạn bè, của cộng đồng. Và thưa quý vị, trong năm nay, xin quý vị hãy cùng với Vân Anh không quên cảm tạ những vị bác sĩ đã chăm sóc sức khỏe chúng ta trong suốt một năm vừa qua, và trong đó có bác sĩ Nguyễn Thượng Trí. Và thưa quý vị, trong lời cầu nguyện để tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, một lần nữa Vân Anh cũng xin quý vị hãy cùng với Vân Anh trong năm nay, trong lời cầu nguyện của chúng ta hãy cầu nguyện cho những vị bác sĩ của chúng ta có thêm sức khỏe tiếp tục chăm sóc sức khỏe của chúng ta trong năm 2019. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện của một vài người bạn đồng nghiệp của bác sĩ Nguyễn Thượng Trí. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bác sĩ Nguyễn Linh Kiều, vị bác sĩ gia đình Internal Medicine, một người cũng đã giúp đỡ sức khỏe cho ông Hương chúng ta tại San Diego trong rất là nhiều năm vừa qua. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu quý vị bác sĩ, đây là tin vui cho cộng đồng của chúng ta. Hôm nay xin được giới thiệu quý vị bác sĩ Brian Nguyễn, vị bác sĩ chuyên khoa về tim mạch. Đã phục vụ cho sức khỏe của chúng ta trong suốt nhiều năm vừa qua tại San Diego, và trong năm 2019, tôi đang tin chắc rằng chúng ta sẽ có sự phục vụ của bác sĩ Brian. Và bên cạnh đó, Vân Anh xin được giới thiệu quý vị cùng nhân vật cũng rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta, bác sĩ nhãn khoa Hồ Minh Hoa. Và thưa quý vị, bây giờ thì Vân Anh sẽ được mời người rất là quan trọng. Nếu mà không có vị này, chúng ta sẽ không có buổi tiệc ngày hôm nay. Xin mời bác sĩ Nguyễn Thượng Trí. Xin cảm ơn tất cả quý vị, các bác, các cô, các chú đã đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn Vân Anh và các bạn của Vân Anh đã giúp tổ chức buổi tiệc. Cảm ơn bà xã. Bà xã đâu? Chi. Cảm ơn chị. Cảm ơn mấy con tới quý bố ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị thân hữu. Xin cảm ơn các đồng nghiệp, bác sĩ Liên Kiều, bác sĩ Brian, bác sĩ Hòa tới ngày hôm nay. Cách đây 19 năm, phòng mạch bắt đầu. Chắc là nhiều bác, nhiều cô, nhiều chú ở đây còn nhớ phòng hồi đó nằm ở trong đường Hoi Poi. Thì lúc đó phòng hồng cũng hơi khiêm tốn, bây giờ vẫn còn khiêm tốn. Nhưng mà cái chính là khi mình mở phòng mạch với một cái quan điểm là bệnh nhân phải coi như là người nhà, thì cái đó nó giúp cho người bác sĩ suy nghĩ dễ dàng hơn. Thì các chữa bệnh nó cái gì mà nó là ví dụ người bệnh nhân là trong gia đình của mình đó, thì mình sẽ làm cái gì, thì đó là cái tôn chỉ. Thì trong vòng 19 năm thì tôi cũng nhận thấy một điều là từ từ bệnh nhân cũng nhìn mình như là người trong gia đình. Thì đó là cái lý do ngày hôm nay chúng ta có buổi tiệc nho nhỏ, là rất là cảm ơn mọi người đã trong vòng 19 năm qua
Tất cả phòng mạch hay là trung tâm y tế, tất cả cái gì mà nó không bao giờ thành công được nếu như không có cái sự nghiệp bệnh nhân. Mà tất cả bác sĩ là việc lâu năm để biết rằng cái công trình của bác sĩ thật ra rất là nhỏ. Cái thành quả của bệnh nhân chỉ có 100% thì bác sĩ trong đó chỉ có 5-10%, và cái số còn lại là cái công sức về bệnh nhân của mình. Thì vì nếu bác sĩ dặn mà bệnh nhân không làm, không uống thuốc, không thi cử, không thể dục thì nó cũng không đến đâu hết. Thật ra cái sự việc quý vị ngày hôm nay đó là những bệnh nhân mà còn khỏe mạnh, còn tới ăn tiệc ngày hôm nay làm cho chúng tôi rất là vui, là cái quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân hy vọng sẽ tiếp tục như vậy. Thì trong tương lai thì mình hy vọng là mình sẽ được tiếp tục, và có thể là mình sẽ phát triển cái khuynh hướng là mình sẽ phục vụ nhiều bệnh nhân chu đáo hơn và làm cho tiện lợi cho bệnh nhân hơn. Thì chúng tôi cũng xin quý vị là nếu có những cái gì mà quý vị cảm thấy là chúng tôi nên làm hay là có gì làm tốt hơn thì xin quý vị cứ cho ý kiến. Các bác các chú đã đến lâu năm rồi, cứ nói thẳng cho cháu nghe là bác sĩ cần làm gì hơn. Cháu biết ở đây có một cái là cháu làm việc thì nó lề mề, thật ra ngồi đợi lâu lắm, nhưng mà cháu không có làm nhanh hơn được. Thì cháu rất cảm ơn mấy bác, mấy chú, mấy cô trong bao nhiêu năm qua tới cứ ngồi đợi, mà cháu rất là cảm kích. Và cháu sẽ hy vọng là trong thời gian tới cháu sẽ tìm cách làm việc chung với các đồng nghiệp của cháu để làm sao mà cho thời gian đó nó ngắn hơn, nhưng mà cái như là những cái chất lượng của sự khám bệnh, chẩn bệnh, chữa bệnh nó sẽ như cũ. Cháu xin dứt lời ở đây. Cháu xin rất là cảm ơn tất cả mọi người đến tham dự ngày hôm nay, và xin đại diện cho cháu và tất cả nhân viên và những đồng nghiệp xin được kính chúc quý bác, quý cô, thím, gia đình năm mới thật khang an, thật hạnh phúc và nhiều sức khỏe.
đây mặc áo dài lại. Ờ, dài như đẹp lắm, đẹp lắm. Mười mấy cái áo dài luôn. Đâu có biết đâu mà. Rất là nhiều. Đoàn Lân Hùng Vương San Diego. Ai tận tâm hứng hờ, mối tình đầu xuân ai thấu chân, lòng ta tiếc thương ra tiếng đời, mà đời ái anh nhưng ngày phóng trần sống trong vòng đẹp ngày mau xuân. Soon.